Em đang thực tập quay phim thôi. Đang thực tập hả? Dạ. Em định làm nhà quay phim mà. Cái này cái đầu khó rồi, phải thực tập. Quay cảnh người ta vô rồi đó, mình vô mình coi trước kỹ thêm. Mời chủ nhà ra để đây ta làm việc thôi. Bây giờ chưa phải cam đoan tài sản tôi còn. Thế thì anh bảo nó ngày mai đến đây chào nó đây tôi ngủ đâu? Tôi ngủ đây cho nó vào đây, đem mấy thằng nó vào rồi nó. Chung là ngày mai là mặt bằng là bằng. Tay phải tôi tùy lương tâm coi. Thôi đây làm biên bản đi, làm biên bản đi. Quy. Gì rồi? Mặt đây tôi vô tôi dịch lấy hết rồi, nhưng mà tôi không dám mà. Vô lên nó để nó đeo vỗ rồi. Vô lên bị... nó hút tôi liền. Bởi sao lỗ quay đâu, bác ơi giữ người ta. Bởi sao lỗ quay đâu. Vô đây kia đây, tính. Không vô đây, vô trong nè. Làm ra dưới đây, kéo vô. Cứ nhà thôi. Bây giờ nó vô ở nhổ chuột cái chỗ. Nhà bên không có cửa sổ rồi. Có cửa sổ đâu? Có hai cửa sổ trước rồi, hàng không có đâu nha. Chú làm tờ cam kết, lúc con nào tôi làm đơn tôi thưa chú. Cái gì chị? Chạy xe nhanh này chạy về đưa cho chị Hảo đi, rồi chạy ra. Quay cái gì mà quay? Ông cho người vào xem. Ông Lê Đức Hoàng, ông Lê Đức Hoàng ơi, trưởng ban pháp luật quốc hội đâu, vá đi vào xem. Chưa hiểu gì đây, cứ đu đây. Dĩ có đất đâu, tiêu cấp hai lô chung cư bán hai lô chung. Cho anh này một lô bánh. Bây giờ tôi hỏi cây trong đây này, anh em này nhé. Tôi có đảo người, cây là con người. Cây có cha có mẹ, tôi có cha có mẹ. Thế thì chúng ta phải làm cái gì dân đạo, cũng có mồ mả ông cha, phải làm cái gì dân đạo. Người ta đã giao đăng, dùng cả hóa để người ta tìm mồ liệt sĩ rồi. Mà cái này bao nhiêu, phải lắm kia nè, ăn kia nè, như thằng kia nè, ăn là nhiều nữa nè, ăn là tỷ tỷ thích nè. Còn các anh giỏi lắm đây, giờ anh đi này được 100 ngàn được ngày không? Các anh nhìn quá, bây giờ các chú còn trẻ lắm nhé, các chú đừng có mình có 100 ngàn được ngày, còn trăm những thằng ăn được tỷ tỷ thích nè. Nhà kẻ cái đã khải phó bí thư phường này, không có cây sa kê nào. Tôi có hồ sơ trong việc cần thiết cái gì, đây bao tôi sẽ đưa ra tòa. Không có cây sa kê nào, thấy cây sa kê là tôi khai vào trong biên bản, 52 cây sa kê. Có mấy trăm là 600 mét, 380 mét vừa là 1 người sa, trăm là trong, 2 người nước thân một tỷ. Đi sao? Lấy cho mấy chụp ảnh coi. Không làm đâu. Lấy coi.
công bằng ở đâu? Tôi nói các anh đi thực hiện công vụ, nhiệm vụ là việc cấp trên, các anh chấp hành cấp trên, nhưng mà đừng có gì làm quá nhé. Tay giỏi lắm đấy, tay được 100.000 một ngày thôi, cứ trong khi cái thằng ăn nhật thằng tỷ tỷ á, thôi không cần, trong khi cái thằng ăn hàng tỷ tỷ cơ nhé này đó. Mới kiểu kê xong năm 2003 nó họ cho người xuống đây trông là tôi kiểu chiếm đất cả tôi rồi. Đó, tôi nói, thẳng với bà Phạm Hương Thảo đó, tôi nói cùng Hoàng đấy, đây là cho một người già đấy đi, anh khó khăn quá, anh khổ quá, một người dân đấy rồi, cứ cho một gia đình người già đấy đây. Trong khi con mẹ Hải khó khăn, chắc chỉ giá cả rồi, đây tiền đâu anh bỏ ra đây này, bỏ ra đây thế này. Các anh phải vừa vừa thế chứ đi. Ở đây có các chú đi. Mẹ nào tao cũng đi hút con chó. Tụi bay ăn cái gì mà tụi bay mua quá vậy? Hả? Thấy tụi nó sai mà tụi bay cũng hồ theo. Con phải lão đấy. Ui. Tụi bay lo cho dân cho nước đấy hả? Lo cho nhà tao mà cho đi vào đi. Con đi vào. Nên đi. Thành phố con Hồ Chí Minh, thành phố bây giờ hiện đại văn minh nghĩa tình. Đây vậy, công bằng. Tao ở đây công bằng đây. Bây giờ chưa đưa cho người ta có 450 triệu hôm qua đưa giấy rồi, thế mà dám khai là việc gửi khắp nơi khắp chốn, gửi đi hội đồng nhân dân, gửi đi ủy ban nhân dân, gửi ra thành phố Hà Nội, gửi ra bộ lọ bộ kia Hà Nội, nó hứa đã nhận đủ tiền rồi, đã nhận đủ ra đây chết ra ông chết đến cổ họng đấy à, đấy ông tâm lên này tôi đòi tôi hết rồi chứ mà sao các anh tôi nói hết chủ tịch là các anh báo con láo đây không báo cáo được cái gì đúng không ạ. Sao cái này cũng mưa vấn rồi mày Dũng chỉ ba nguyên tại Dũng. Đâu rồi, cũng được. Hôm nay anh đào không bao cưa cây hết. Mới hết cây đây. Nha, nếu mà nói ở đây, đây thì cá rồi, đưa được văn bản đây, đưa được đây. Đưa đây. Chúng gọi là có quốc quyền có chức. Nha. Con không được nói đây những người ta, là con ai có số là cả. Chứ không phải cái đó mà không có lạnh đâu. Đừng có đi, đừng có đi.